Cháu được xin mến chào tất cả các bác. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay thì cháu rất là vinh dự được cùng bạn Trình là canh Hoa Cải Vàng lên thăm một cái hoàn cảnh mà bạn ấy đang chia sẻ và giúp đỡ ở trên vùng cao này tất cả các bác. Hoa Cải Vàng xin mến chào quý cô bác, quý anh chị. Hôm nay thì cũng rất là vinh dự được bạn Lực cùng với Hoa Cải Vàng lên thăm hoàn cảnh của hai em. Đây là giới thiệu với bạn, đây là hoàn cảnh của hai em nhỏ mồ côi. Bố mẹ mất hết, ông bà mất hết. Hiện tại chỉ có hai em ở cái nhà thôi bạn. Đúng rồi bạn. Anh xin chào hai em nhé. Anh xin giới thiệu, anh tên là Lực. Anh cũng là một người con ở trên Hà Giang thôi. Anh cũng xem video của hai em được bạn Trình chia sẻ lên thì anh cũng xem được. Thì cũng hôm nay thì anh cũng rất là vinh dự được cùng bạn Trình lên và được gặp hai em. Hôm nay là thứ bảy thì hai em mới về chứ bạn? Đúng rồi bạn. Đúng. Có nghĩa là đi học từ thứ hai đến thứ bảy, xong rồi đến chiều thứ bảy lại về. Đúng rồi. Là đi học là hàng ngày là đi đi lại lại. Đấy. Xong rồi thứ bảy thì được nghỉ ở nhà. Đi em mà đi đi lại lại thì mỗi hôm mà hai em đi được, mà hai em đi đi từ trường mà về đến nhà thì cần bao cây số bạn? Hiện tại thì hai em đang đi học ở xã, thì một ngày là phải đi đi đến trường, từ nhà đến trường là mất 8 cây số đi bộ. 8 cây số đi bộ mà trên vùng cao thì có đi lên dốc thôi bạn ạ. Đúng rồi, là leo dốc xong là gọi là trèo đèo lội suối để đi học. Đấy, rất là khó khăn. Cho anh hỏi là bây giờ năm nay em năm mấy rồi? Năm nay em lớp 8. 8 rồi hả? Em là tên là Sun đúng không? Còn em này tên là Kính đúng không? Năm nay học lớp mấy rồi? Năm nay học lớp 6. Năm nay học lớp 6 thì... Cháu thì hôm nay cũng rất là vinh dự được cùng bạn Trình lên đây hộ hai em đấy trong cái cuộc sống mà hàng ngày của hai em đấy. Mày hai em đấy thì mới đi học về thôi. Cháu với cháu Trình thì cũng đang vừa mới nấu cơm đợi hai bé đấy. Tại vì là hàng ngày ấy thì mình cũng chỉ một mình lên thôi. Cái anh của mình cũng còn nhỏ và cũng rất là cần những cái sự đồng hành của tất cả mọi người cùng nhau để giúp đỡ, có thể giúp đỡ được hai em nhiều hơn. Mình thì hiện tại mới thành lập kênh ấy thì không giúp đỡ được vật chất gì nhiều. Mình có thể là lên để xem hai em cần giúp gì thì mình giúp bằng sức lực của mình. Đúng rồi bạn. Hiện tại mới làm kênh thôi thì rất là mong quý bác anh chị sẽ luôn đón nhận mình cháu, cũng như cho cháu một lượt like và lượt chia sẻ và lượt xem thôi cũng là được. Rất là mong tất cả các bác cũng là luôn đón nhận cháu. Hôm nay thì cháu có lên đây thì cháu cũng đưa cho hai bạn ấy một ít để mua một bút để sách vở thôi. Đây là cái phần quà anh gửi cho em để mua sách vở với bút nha. Cảm ơn anh. Đi học thì cố gắng học giỏi ngoan ngoãn nhá. Thế là hai em là lúc mà còn nhỏ thì mẹ mất mất lâu chưa? Mẹ em cũng mất lâu rồi. Mất lâu lắm nhá. Từ lúc mà mình còn nhỏ thì mình được bao tuổi thì bố mẹ mất rồi? Em được 8 tuổi. Được 8 tuổi. Chị gái là được 8 tuổi, đứa em trai là được 6 tuổi. Là bố mẹ mất là tự ở trong một căn nhà này. Đó. Là hai chị em tự ở luôn. Đúng rồi bạn ạ. Thì bây giờ là nhà của hai em là nói về sâu xa hơn nữa thì là khổ 3 đời rồi. Từ đời ông bà rồi. Đấy, tại vì ông bà thì cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất là bố của hai em này thôi. Đến đợt bố của hai em thì bố của hai em là cũng bị bệnh tật. Đấy, mẹ cũng bị bệnh tật. Không gọi là cũng kinh tế thì cũng chẳng làm được bao nhiêu. Nhà thì cũng là nhà nước làm cho. Cái nhà này là nhà nước hỗ trợ cho hai em đấy. Đúng làm để ở đúng rồi. Đấy, căn nhà để ở cũng là nhà nước làm cho thôi. Nói chung là bây giờ ngoài căn nhà một cái sắt của nhà ra, bên trong chẳng còn cái gì cả. Bao nhiêu con vật nuôi, con bò cũng không còn, bán hết để chạy chữa bệnh hết rồi, chạy chữa bệnh cho người mẹ là người bố vậy, đúng rồi, người cả hai, tức là cả hai vợ chồng, cả hai bố mẹ là đều bị ốm nặng khi mà qua đời, đúng rồi bạn, đều là bị bệnh, xong là chạy chữa, khả năng là một phần cũng là do gia đình nghèo ấy, thì có thể là chạy chữa không kịp thời, chạy chữa gọi là nó qua cái thời mà bệnh nặng lên rồi thì bắt đầu cái chạy chữa thì lúc đấy không thể khỏi được, đúng rồi bạn. Mà mình nhìn thấy trên bàn thờ của hai bạn nhỏ thì chắc không có
Đó, nhà hai bạn nhỏ chắc không có một tấm hình nào của bố mẹ đâu chứ. Đúng rồi bạn. Như hai em là bây giờ bố mẹ thì còn một tấm hình nào không? Không còn một tấm hình nào. Bây giờ cái trong ký ức của hai em thì còn nhớ được bố mẹ mình không? Em cũng có nhớ xưa. Chắc là người chị thì lớn tuổi hơn thì còn nhớ, còn người em thì chắc là không nhớ về cái gì các bạn nhỉ? Đúng rồi. Bởi vì là còn 6 tuổi mà. Vâng. 6 tuổi thì mới, nếu mà đang học thì chỉ phải lớp 1 thôi. Lớp 1. Rồi là mang máng bây giờ có một tấm ảnh thì khả năng là còn nếu mà chị nhớ tốt thì còn nhớ được. Bây giờ không có một cái tấm ảnh nào thì lâu dần thế quên đi. Hai em có bao giờ mà đêm mà ngủ mà nằm mơ thấy bố mẹ về không? Bố mẹ mình không? Không. Không á. Lúc mà hai em đi học về có bị bắt nạt không? Có. Có á. Có bị bắt nạt gì thì bảo với thầy cô là bạn anh Trình đây, chú Trình đây này, thì chú sẽ đi lên trên nói với thầy cô. Vì là hoàn cảnh của hai em nhỏ như này thì đi học thì tấm kính là còn nhỏ hơn, còn rất là hiền lành ấy. Thì một số bạn ở trường cũng hay trêu chọc, rồi là mồ côi, trêu chọc không có bố không có mẹ, nên rất là tội em. Thì mấy hôm nay thì mình cũng lên và nếu mà các bạn mà trêu chọc ấy thì cứ bảo với anh. Đấy thì mấy hôm nay là còn có bạn nào trêu chọc mình nữa không? Đấy. Thì bây giờ mình nên chia sẻ cũng như là tạo cho em, hai em có một cái chỗ dựa tinh thần. Đúng rồi. Đấy. Có cái gì là cứ có cái gì nếu mà bạn bè trêu chọc hay là làm gì mình thì mình cứ nói lại với các anh nhé. Đấy, với cô giáo thì các anh sẽ có cái cách mà xử lý nhé. Như hai bạn này thì có anh em hàng xóm thì họ hàng hay gọi là xung quanh này không bạn? Họ hàng thì không có bạn ạ. Không có. Không có. Chỉ có gọi là hàng xóm thôi đúng không? Hàng xóm thôi. Bây giờ là không có cô gì chú bác gì cả, tại vì là chỉ có một người đời ông bà ấy chỉ có để được một người duy nhất là bố của hai em nhỏ này thôi, nên là bây giờ bố mất rồi, ông bà mất hết rồi thì sẽ chẳng còn cô bác gì nữa. Để ra hai em đi học thì cố gắng học thật giỏi vào để sau này mình có một ước mơ nào đấy. Như hiểu bây giờ bố mẹ mình là bị bệnh rồi, mình sẽ cố học thật giỏi để sau này mình trở thành một bác sĩ gì đấy, mình sẽ đi hộ chiếu trước rồi hộ cái khác. Này quý bác, ở đây là cái ngôi nhà mà hai em hiện tại là đang ở, là được nhà nước người ta hỗ trợ là bao nhiêu ấy để người ta làm nhà cho. Còn phần này là cái khu bếp của hai bạn nhỏ ấy, ở cái góc kia thì cũng khá là thấp, chỉ có được trên, chắc ở góc bên kia chỉ có được tầm 70 phân thôi, góc bên này thì còn hơi cao tí. Cái phần gỗ này trải ra đan thì bây giờ cũng gọi là mục hết rồi các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy những cái tre này đan vào nhau, bây giờ hiện tại là mục hết rồi. Hai em này thì không có bố và cũng không có mẹ nữa. Bố người mẹ thì bỏ đi cũng gọi là còn rất là sớm. Chị rất là sớm, hai em ấy, chị cả thì được 8 tuổi thì em đây đây. Bố mẹ đã bỏ đi rồi. Đây là vào phần trong bếp của hai bạn ấy, hai chị em. Nãy thì cháu cùng bạn Trình là kênh Hoa Cải Vàng ấy thì lên thì cháu với bạn Trình cũng còn nấu cơm rồi. Bây giờ hiện tại là hai em đã vào ăn cơm. Đấy, cái bác này nhìn thấy phần bếp ở bên trong của nhà hai bạn nhỏ đấy, nhìn rất là thô sơ và hầu như là rất là xuống cấp rồi, bị con mọt nó ăn gần hết rồi. Bây giờ thì cháu sẽ đưa tất cả quý bác anh chị đi vào căn, đi vào nhà của hai bạn đấy, hai bạn nhỏ ấy. Hiện tại thì hai anh em vừa mới nấu cơm xong, vừa nãy cháu thì rang thịt với lại làm thêm một bát canh rau muống. Hai quý bác này nhìn thấy trong ngôi nhà của hai bạn nhỏ ấy, nhìn vào trong nhà thì rất là thô sơ.
Đây, ăn cơm đi bạn. Ăn cơm xong là cơm đi. Đấy, thường ngày là cái đợt đầu tiên ấy mà mình lên chia sẻ thì hai em ăn cơm trắng thôi, ăn cơm chan với lại nước lọc thôi. Đấy. Là ăn cơm chan nước lá thôi. Đúng rồi, cơm chan nước lá, không có rau gì cả. Tại vì ở đây thì đi lấy rau lợn xong là đi đổi lấy gạo ăn ấy, thì cũng chỉ đổi được gạo thôi. Rau là người dân ở đây nói chung là vẫn còn rất là nhiều hộ nghèo. Hộ nào mà khá khá hơn một tí thì có thể là đi mua rau về ăn. Đấy, cũng rất là nhiều hộ là phải ăn cơm trắng, ăn cơm không có rau gì cả. Hai em thì nói chung là về mọi cái thì đỡ hơn hai em rất là nhiều rồi. Đấy, về ăn uống các kiểu. Bây giờ hai em thì hiện tại là gặp được bạn xong mà được các bác ủng hộ thì cũng gọi là những bữa cơm ăn thì cũng dần cải thiện hơn. Đúng rồi bạn, cũng rất là may mắn khi mà cháu Trinh chia sẻ lên thì cũng được rất là nhiều cô bác yêu quý hai em nhỏ, nên là bữa ăn của hai em được cải thiện hơn, đời sống cũng tốt hơn và cũng lạc quan yêu đời hơn bạn ạ. Cũng rất là vui vẻ, cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hôm nào là mình cũng lên để mà chia sẻ hai em nhỏ có gì giúp đỡ được là mình lên giúp đỡ hai em. Đây thế thôi, bây giờ xin mời bạn với lại cả hai em ăn cơm nhé. Xin mời tất cả các bác ăn cơm cùng một bữa cơm cùng đấy, bọn mời em. Mời các bác ăn cơm chưa nhỉ? Con mời các bác ăn cơm ạ. Mời các bác ăn cơm đi. Bây giờ thì cho cháu Trinh xin phép được mời tất cả các bác của anh chị cùng với lại em Kính, em Sam cùng với bạn ăn cơm. Em mời đấy. Hai em cơm. Rồi ăn đi. Ăn cơm nhé. Mời hai em cơm nhé. Mời bạn ăn cơm nhé. Bạn cơm. Hiện tại thì mấy anh em thì cũng vừa mới ăn cơm xong các bác. Đây là cái giường của hai bạn nhỏ ngủ. Giường này ngủ thì không có đệm gì đâu. Có vài cái chăn hai chị em ngủ chung một cái giường. Đây chắc vào mùa đông thì cũng khá là lạnh. Không thấy có đệm gì. Ở đây ngủ vào mùa đông cũng ngủ có lạnh không Kiên? Không. Khá là lạnh. Đây bàn thờ của hai bạn nhỏ ấy. Bàn thờ thì không có một tấm hình của người mẹ hay là người bố nào đâu. Bởi vì là hai bạn nhỏ chia sẻ là không có một cái tấm hình nào rồi. Chỉ nhớ là mang máng thôi. Các bác nhìn trong cái trong nhà của hai bạn nhỏ nhìn trông khá là thô sơ. Mấy cái phần quà cái gì thì nhiều các bác gọi là hỗ trợ thôi, chứ trong nhà thì hai bạn nhỏ không có gì cả. Thì hai bạn nhỏ này rất là may mắn gặp được bạn Trình, được bạn Trình chia sẻ lên và được rất là nhiều cái bác mà ủng hộ, mà quan tâm đến hai bạn. Lúc này thì mấy anh em sẽ đi xem nguồn nước, và ngày mai kia thì em với bạn Trình sẽ đi vào hộ hai anh em Xăm với Kính để kéo cái nguồn nước để cho hai em ấy sinh hoạt. Nếu mà tí nữa mà xem được ống nước là khả năng mai lên bạn lại phải hộ mình chở ống nước lên đấy. Mai nếu mà chí mà anh em mình mà xem được nước thì mai tôi sẽ chở ống nước lên, xong hai anh em mình hộ hai em đấy để kéo nước luôn. Ok. Cái giường này là hai chị em ngủ chung luôn à? Đúng rồi. Đây là cái giường của hai chị em đấy. Ngủ chung đấy luôn. Nhưng mà không có đệm bên này, mùa đông ngủ kiểu lạnh không? Có chăn giải à? Chăn thì trước thì mình cũng mang lên ấy, thì hai em cũng không có chăn. Đây là bàn thờ của hai em thì cũng chẳng có gì cả. Đây hai em không có một tấm ảnh nào luôn. Đúng rồi. Còn bên này thì là những cái đồ mà các bác gửi cho thôi. Đây là toàn được các bác gửi cho để bạn mang lên đấy chứ bạn. Đúng rồi, đồ gì giá trị là của các bác gửi cho. Đấy, đồ đang để gọn vào nhé. Để như này sợ là để gọn vào không là con chuột nó ra cắn hết rách hết cho mình ấy nhé. Đấy, vừa rồi thì cũng vừa mới ăn cơm xong thì cũng không có cái chỗ nào mà để cơm để đây. Thế nữa thì mình sẽ làm cái chạm bát đúng không? Chạm bát đúng. Làm gỗ ấy, làm to một tí, to cao một tí. Đấy, để mà bình thức ăn, chúng ta lại được bắt đĩa.
Bát đĩa thì cũng có rất là nhiều, tại vì là khi mà bố mẹ mất đi thì đồ dùng thì vẫn còn rất là nhiều. Tại vì là những cái đồ dùng này là bà con mang ra, xong là khi mà làm đám cho bố mẹ của hai em thì là để lại luôn. Được không? Để lại luôn. Thì chỉ có một cái bát, một cái bát này. Bát thì có nhiều nhưng mà gạo thì không có ăn gì. Còn chắc cái video này thì cháu xin chia sẻ tới đây thôi. Còn bây giờ thì mấy anh em chúng cháu sẽ cùng nhau đi đi vào trong kia để hỏi cái nguồn nước, là nếu mà được thì mai anh em chúng cháu sẽ mua ống nước vào, để xong là cùng bạn Trình để kéo cho hai bạn nhỏ ấy, để cho hai bạn xăm với lại kính để có một nguồn nước để sinh hoạt. Còn bây giờ thì chắc cháu xin được kết thúc cái video tại đây. Xin chào tất cả các bác. Chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà. Rồi, chào bác.